Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình Thành SG đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Master Legend. Nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ vào thôi nào. Thì hôm nay mình sẽ test cho anh em xem một con mới. Đây chính là con mình muốn test cho anh em. Con này tên là Gup Gang, một con người sói. Và mình sẽ cho nó vào trong cái môi trường mới nhất của chúng ta. Cái quái đây. Đấy. Nó sẽ có hai dạng nhá. Gup Gang sẽ có hai dạng thôi. Tuyệt kỹ đây. Wow. Khi mà trăng lên và nó sẽ hú một phát, xuất hiện một cái đầu lâu. Một cái khuôn, cái đầu lâu của chó sói. Đó. Là một trong những con mới đây. Nó cùng Skull Rivera Counter Flawless là một trong bộ ba đây. Bộ ba mới. Thời gian mới thì cái đây khoảng vài tháng rồi. Khoảng 1-2 tháng. Bây giờ mình mới có. Thì con này mình sẽ cho anh em xem luôn. Đây chính là nó. Nó sẽ có mặt trăng. Mặt trăng tròn khi lên. Và cái thông tin của nó đây. Đó là một đêm trăng tròn. Khi Colin nghe thấy tiếng, một số tiếng động lạ lùng phía sau anh, trong khi anh đang đi qua khu rừng. Và anh ta bắt đầu chạy, nhưng anh ta bị cắn bởi một con sói. Và anh ta biến thành Gup Gang, một người sói, và trở nên quá nguy hiểm cho dân số trong khu vực. Vì vậy anh ta đã được gửi tới địa ngục. Wow. Đẹp. Nói chung là đẹp và cái cốt truyện rất hay. Tên thật là Colin nha. Bây giờ mình sẽ biết được cái cốt truyện, được biết được cái người mà biến thành chó sói tên là Colin. Nó sẽ cái này đi cùng với Skull Rivera để đi tìm cái Demacy đây. Tìm đứa con Demacy. Mình đã có kể một lần trong cái cốt truyện đấy rồi. Rất là hay. Và mình sẽ cho nó lên level 100 thôi anh em. Và đợi chờ gì nữa đúng không? Đây là dạng 2 này. Và anh em nào muốn đặt tên là gì thì có thể comment ngay xuống phía dưới nhé. Mình sẽ có các comment và đặt tên theo yêu cầu của anh em. Tiếp tục. Nó sẽ là giảm dam. Dam reduction có nghĩa là giảm dam trong khoảng 20 turn. Tiếp tục nó sẽ cho lên level 10. Chúng ta sẽ có một chiêu đánh lan. Thế thôi. Chiêu đánh lan và nó sẽ cần một turn để hồi. Nó có cái đồng hồ cát, có số 1, nghĩa là 1 turn nha. Level 15 đây. Level 15 thì evasion. Wow, chiêu này hay này anh em ơi. Hay. Chúng ta sẽ có cái skill evasion trong vòng 2 turn. Evasion có nghĩa là bất khả xâm phạm đấy. Mọi đòn tấn công, mọi hiệu ứng đều không ảnh hưởng. Và cái này là toàn bộ đồng minh nhỉ. Thế thì mới ngon chứ nhờ. Shadow of the Forest. Ok. Vừa gây ra dam mà vừa có cái evasion đó. Hình như là chỉ để xem tiếp xem lại xem. Multi enemy có nghĩa là đánh nhé, đánh lan. Và nó chỉ áp dụng cái evasion cho chính nó thôi, chứ không phải búp. Đây không phải chiêu búp nhá. Thôi kệ thôi. Là một chiêu khá hay. Tiếp theo chúng ta sẽ có chiêu gì đây. Magic Protection. Thì nó sẽ bảo vệ. Có một cái lớp khiêng, kiểu lớp khiêng bảo vệ. Con này vừa bảo vệ bởi cái magic này, vừa bảo vệ bởi tất cả các chiêu thức này. Hay, nói chung là hay. Chiêu này khá khỏe. Này khá khỏe và con này thấy cũng đánh hay mà đúng không? Light Protection. Sao lắm chiêu vậy? Chiêu này thì nó sẽ không gây dam, mình sẽ bỏ cái chiêu Legend này đi luôn này. Không cần nữa. Có nhiều thứ quá, không biết mình sẽ dùng cái chiêu gì đây. Chúng ta sẽ ưu tiên những chiêu đánh lan nhá. Darkman sẽ bảo vệ khỏi bóng tối. Hay nhờ. Con này toàn những chiêu khỏi kháng thôi. Và lên level 30 rồi. Mình sẽ cho lên level 35. Lên level 35. Cái này là một enemy. Và nó sẽ là Magic Weakness và Magic Hester. Thì nó gây ra một lượng dam đúng không. Và nó sẽ có cái Magic Hester là ra ta. Áp dụng cái Magic Hester và Magic Weakness. Magic Weakness có nghĩa là cái hiệu ứng khi mà đánh dam ma thuật vào ấy thì nó sẽ yếu. Thế không được. Mình sẽ bỏ chiêu gì bây giờ? Thật sự cái chiêu này Ceres Man Form Magic Protection. Ây chà, không biết bỏ chiêu gì đây. Chiêu này thì phải 3 turn mới hồi cơ. Không biết có nên bỏ không. Thật ra thì mình cũng không biết cái bộ skill này như thế nào. Chắc mình sẽ lên mạng và tham khảo cái bộ skill của cái con Gup Gang như thế nào nha. Chúng ta đợi một chút. Monster Legend. Và mình sẽ tìm tới bộ skill của Gup Gang. Đây. Đây, chúng ta sẽ có cái bộ skill của Gup Gang. Mình hay xem của bên Armor Gaming. Khá là chuẩn đấy.
Chúng ta sẽ xem nào. Đây, họ có skill rồi. Chúng ta A Shadow of Forest thì dễ để lại này. Serret Man Form không cần. Full Man Rust cái này không cần này. Dark Man cũng không cần. Thật ra chiêu này thì cũng không cần lắm nên chúng ta sẽ cứ thay cho chiêu này đi. Tạm thời thay cho chiêu này đi. Rồi, chúng ta biết được cái bộ skill chuẩn của con này rồi anh em ạ. Tại vì sẽ cho lên level 40 nhá. Level 40 đây. Full Man Rust này, Light Hater và Light Witness này. Nó cũng như nhau, thật ra thì hai chiêu này cũng như nhau thôi, không khác gì cả. Thì đam như nhau thôi. Light Protection này. Mình không biết là sẽ nên họ sử dụng cái Dark Moon vào Full Moon rồi. Ok. Mấy chiêu này thấy nó khá là ấy, khó hiểu một chút. Mình đã học được chiêu A Shadow on the Forest rồi. Full Moon này, Metamorphosis này. À, hay học cái chiêu này ta. Nhưng mà họ không học chiêu này. Để mình xem nào. Chắc là mình sẽ rồi mình sẽ bỏ chiêu này thôi. Mình không cần cái chiêu Light Protection này làm gì cả. Và mình sẽ lên cấp nha. Đây là mình bộ skill mình học theo Ammo Gaming nha. Anh em nào có thể lên trang này mà tham khảo. Thì nó sẽ áp dụng cái Dark Hater và Dark Witness lên gọi là tên chính bản thân nó đúng không? Chúng ta sẽ xem nào. Dark Hater lên chính kẻ địch chứ. Chỗ này đối đầu với hệ Dark thì có vẻ là tốt hơn. Nên chắc sẽ bỏ cái chiêu này đi nhỉ. Magic sẽ ít khi đấu lắm. Mình sẽ bỏ cái Magic đi. Mình sẽ dùng cái Light và cái Dark nha. Mình sẽ dùng hai chiêu này luôn. Và rồi chúng ta sẽ còn một chiêu cuối cùng ở đây nữa. Cho lên cấp này. Đây sẽ là 5 năm. Ồ, chiêu này thì không cần. Chúng ta sẽ lên level 60 đây. Và 60 sẽ có một chiêu Dark Protection. Ok. Chiêu nào cũng thế thôi. Hay mình nên lấy cái chiêu đánh Lan ta. Bây giờ chiêu đánh Lan thì mình không thể lấy được rồi. Theo mình nghĩ vậy và tiếp mình sẽ ra ngoài. Mình sẽ đổi bằng 100 vàng nha. Anh em nào có ý kiến gì về cái bộ skill này thì có thể comment ngay xuống phía dưới nhé. Mình sẽ xem thế nào là hợp lý để mình có thể đổi. Hiện tại thì chúng ta có thể đổi được bằng vàng và không mất game. Nên tranh thủ đổi thôi. Đây. Chúng ta sẽ cho lên level 81, 82, 83, 84, 85. Lên level 85 này. Và chúng ta sẽ cho lên level 100 luôn. Level 100 rồi. À, level 90 rồi. Và đây mình sẽ cho lên level 100 luôn nha. Level 95 này. 96, 97, 98 và 100. 9, 100 này. Đó. Ok. Và chúng ta sẽ đi test con này thôi. Chúng ta sẽ vào trong hầm ngục và test con Goop Gang thôi. Hầm ngục hôm nay sẽ có cái gì đây? Để mình xem nào. Hôm nay sẽ có hầm ngục gì nhỉ? Chúng ta sẽ có hầm ngục game. Nó diễn ra trong vòng 2 ngày. Hầm ngục survival, hầm ngục food, hầm ngục lấy cái đá này. Trong này không biết có test được cái con kia không, để thử xem. Nó yêu cầu hai con hệ lửa và một con trong cuốn sách rồng. Hình như rất khó test rồi. Trong này chắc là không thể test được. Nên mình sẽ ra ngoài và mình sẽ test nó ở trong cái này. Cái này ánh sáng à. Nó cứ yêu cầu những cái hệ khó thích nhỉ. Hệ khác được không? Sấm sét này. Nó chỉ yêu cầu một con sấm sét thôi. Mình có đổi team được không ta? Vấn đề là chúng ta phải đổi team chứ. Không đổi team à? Bó tay. Hay vào trận được đổi team ta? Có khi vào trận đúng rồi. Vào trận được đổi team nha. Đây là một trận chiến nhìn chung là sẽ phải sinh tồn ấy. Chúng ta sẽ test cái con Goop Gang luôn. Đâu rồi? Level 100 đúng không? Người sói. Chúng ta sẽ xem con người sói nó ở đâu. Đây đây đây. Con Nethus đây. Rồi một con này. Ở đây thì mình sẽ sử dụng những con mạnh nhất đi. Đề phòng trường hợp là chết thôi. Chúng ta sẽ lấy con nào đây. Mình có thể thay đổi được mà. Nên thoải mái chọn đi thôi. Khả năng hồi máu này. Khả năng đánh lan này. Một hit 3 kill này. Vào đánh luôn. Rồi ok. Let's go. Trận này thì thật ra mình muốn test thôi. Test thử một trận xem như thế nào.
cái quái gì đây, sao lắm cái thông báo thế nhở? Chúng ta sẽ điều khiển tâm trí của nó trước, điều khiển con băng này trước này. Một con băng bị điều khiển rồi, tiếp tục sẽ là con cái heo. 50% cơ hội, 10% mà tự kim chính bản thân mình. Ok, breeding rồi. Một phát nữa này để xem mà mình có tự chết không. Không chết, không chết là may rồi. Bị đóng băng. Con này thì có tác dụng gì đây? Đóng băng chăng? Không nhớ lắm. Strong attack. Wow, nó khá là khỏe. Group game của chúng ta sẽ là All Enemy, nhưng mà cái evasion là chỉ có chính bản thân nó thôi. Thử cái Dark Moon này xem nào. Dark Moon. Cái này là Light Moon. Cái này là Dark Protection. Ok, thử cái này phát nha. Chúng ta sẽ có thêm hai cái hướng bị dính vào người này anh em, nếu anh em còn để ý không. Dark Hater Triple Dam đối với hệ Dark này. À, hay hay hay. Và chúng ta sẽ xem là được Triple Dam đối với những cái monster hệ Dark à. Con này là monster hệ gì? Hệ Dark này. Wow, monster hệ nước này. Tiếp ra sẽ test thử luôn cho anh em xem. Mình sẽ chém chết một con trước đã. Mình sẽ chém con nào đây? Soul Offering là không được. Chúng ta hãy chém chết con này đi. Con này phải chết trước. Chính xác như vậy. Con này thì nó sẽ có burning. All enemy. Khá tốt. Xịt kìa. Ice cube. Ui, chết mất con này rồi. Nhưng không vấn đề gì. Chúng ta sẽ đánh đam được strong attack này, thấy chưa? Wow, hay hay, chơi này khá là hay. Có nghĩa là khi mình đánh xong một chiêu ấy thì mình sẽ được triple dam. Ví dụ đây là Duck này, Duck Moon này, thì sẽ đánh dam hệ Duck khỏe hơn, triple dam, được nhận triple dam. Ở cái Light Moon này thì sẽ đánh dam hệ ánh sáng. Khá hay nhờ. Mình nên thay chiêu cuối này bằng một chiêu ấy đi. Mình sẽ dùng cái chiêu Magic Moon thì cũng được. Rồi mình sẽ đánh con này thôi. Mình có evasion phát sau nên mình không sợ. Đó, đánh thoải mái đi. Trừ 20% đam này. Soul Iris khá hay. Ôi, mình từ từ, mình đang test nó chiều kia chứ, quên mất là mình muốn test chiều kia. Nhưng mà thôi không sao, chúng ta sẽ quay cái chiếc nó kỳ diệu này nào. Lát quá thôi mình sẽ tắt cái này đi nha, không cần nữa rồi, chúng ta sẽ không cần nó nữa. Con này thì theo như mình nghĩ, nếu mà chúng ta lắp runner thì chắc mình sẽ lắp runner strength thôi, dam thôi nhỉ. Có thể. Rồi chắc đi ra ngoài đi. Cái này có vẻ ấy quá. Toàn hệ đất này. Thôi mình sẽ đánh ở trong cái phần nào đây để có thể test được rõ ràng hơn nhỉ. Mấy cái này xong luôn rồi này. Đã xong nha. Chúng ta sẽ đánh trong phần adventure map đi. Group gang. Chọn những cái level nào tầm khoảng mức cấp 100 thôi. Ví dụ này này, hệ này này. Để xem cầm tầm cấp nào là hệ cấp 100 nhá. 100 đổ xuống thì mình sẽ đánh. Đây, tầm cấp này thì sao nhỉ? Magic này. Đây xem Magic này 107 cả. Hòn đảo kẹo này, đây hòn đảo bánh này của Big Mom này anh em. Chuẩn luôn rồi. Level 100 này. Đây là kim loại à? Hòn đảo kim loại thì mình không thích đánh lắm. Hòn đảo này thì sao? Hòn đảo này, hòn đảo lửa, mình không có chiêu gì khắc chế chiêu lửa cả của con Group Gang ấy. Hòn đảo này là hòn đảo nước này. Hòn đảo này hòn đảo đất này. Theo như mình thấy nó vẫn là nước à? Hay nó random ta? Đây này, bóng tối này. Cái này đánh rất là ngon này. Mình sẽ đánh luôn cái này đi. Nhưng mà trước hết thì mình ra ngoài mình đổi skill đã anh em ạ. Chúng ta sẽ ra ngoài và đổi skill, tranh thủ lấy thêm vàng với cái thứ ở đây đi. Hiện tại chúng ta có 174 game nhá. Chúng ta đang cố gắng góp lên khoảng 300 game để có thể skip hai nhiệm vụ được cho anh em ở trong phần team raid sắp tới. Một coin này, không thấm vào đâu cả. Nên cứ lấy thôi. Lấy được cái nào thì cứ lấy thôi. Sao cái vàng, cái thức ăn bây giờ nó thu nhỏ bé tí lại nhỉ? Đếch hiểu luôn. Thì khá đẹp. Chúng ta sẽ lấy cái này. Thức ăn ở trên. Vàng trên, vàng, tất cả vàng luôn. Đây, Happy Hour. Wow, có Happy Hour kìa. Tiếp phải xem luôn thôi. Happy Hour là sẽ được thêm coin đấy. Mấy trăm coin liền cơ. Nhiều lắm. Cái này mà bỏ qua thì là phí. Phí phạm của giời.
chúng ta sẽ bắt bắt cái đi cái. Phía trên này là còn một con phái so ở đây. Không phải con này. Tí ấn nhầm vào nút sell nha. Bán này thì chết. Đây sẽ bán con phái so đi. Cho mấy con green so vào đây. Xong rồi cho nó ăn lên. Không được bao nhiêu coin nhở? Lúc này nó vừa lướt qua mình mà không biết được bao nhiêu coin ta. Không được coin nào rồi. Ok. Cho thêm sinh sản xong này. Nó toàn được một coin vậy. Đùa. Đấy sẽ lấy thức ăn ở đây. Cứ lấy hết đi đã xong. Ồ, oh, cho cái điểm team war này. 136 war coin. Một thế thức ăn nữa. Rồi chúng ta sẽ lấy full vàng xây dựng một cái này luôn. Đã được chưa nhờ? Đã xong chưa ta? Chưa xong, chưa xong. Chưa xong thì mình sẽ tiếp tục là ấn vào đây. Đã xong, bây giờ đã xong rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục là trồng thêm thức ăn ở đây nha. Trồng thêm thức ăn này. Rồi, ở đây còn một chỗ này chưa lấy. Quên mất. Còn một số chỗ là chưa lấy. Group gang thì cũng phải đổi lại skin trước. Group gang nó ở đâu nhỉ? Ấy cha, bây giờ group gang không biết đổi ở đâu rồi. Chạy đều mất ở đây đấy rồi. Group gang đang ở cùng với cái con tộc orc. Nữ chỉ biết tộc orc. Ở đây thì mình có thể là skill. Chance skill. Để có 100 vàng thôi. Mình sẽ lấy cái magic hester này không? Full man. Multi enemy savager attacks. Sẽ tấn công toàn bộ kẻ địch này. Mình thích cái chiêu này hơn đam to. Thật ra đam cũng không to lắm đâu. Mình sẽ phải lựa chọn thôi. Chắc mình sẽ lấy cái chiêu này đi. Để thay cho cái chiêu đắc. Mình sẽ thay chiêu cho đắc đắc moon transformation này. Đấy, mình sẽ lấy chiêu này nha. Chắc sẽ lấy chiêu này thôi. Rồi, thay vào 100k. Anh em nào có ý kiến gì về bộ skill thì để comment xuống phía dưới nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục nào. Adventure map. Đây đây. Lúc nãy mình tìm được rồi cái map rồi mà bỏ qua. Chúng ta sẽ đánh luôn ở dưới này đi. Mình vẫn nhớ cái map đấy. Nó là ở đâu nhỉ? Map bóng tối này. Không đánh cái này thì hơi phí ta. 104. Ôi map lửa. Tưởng đây bóng tối. Magic đây. Chuẩn bài luôn. Magic và ánh sáng luôn này. Tốt. Đánh luôn vào ngay. Ở đây thì chúng ta chen team. Chúng ta sử dụng cái team điều khiển tâm trí. Dùng điều khiển tâm trí càng nhiều càng tốt. Bỏ này đi. Bỏ này đi. Và chúng ta sẽ lấy con Nissan Pet trước nhờ. Nissan Pet. Nissan Pet. Và thêm group gang nữa. Chuẩn bài luôn. Ở group gang nó ở đâu nhỉ? không biết nó ở đâu luôn. Đây rồi. Group gang. Rất đẹp. Siêu đẹp. Và mình rất thích con này luôn đấy. Fighting. Chiến đấu. 104 thôi gì. Điều khiển tâm trí ôn. Rồi đánh thoải mái. Để có Google đánh thoải mái luôn. Vì bọn này là Magic đúng không? Nên ra sẽ dùng cái chiêu vừa mới lấy được. Đây. Magic Hester đấy anh em ơi. Cào nó. Đấy. Nhưng mà mình bị Magic Weakness anh em ạ. Magic Weakness có nghĩa là đánh đam Magic vào mình sẽ bị nhận đam Strong. Dạng như vậy. Kiểu 50-50 đấy. Dạng thế. Chúng ta sẽ hồi mana. Không cần phải vội đâu. Con này sẽ điều khiển tâm trí tiếp theo. Đấy. Như thế này là quá hay. Bình tĩnh thôi. Để mình giết một con này này anh em. Cho anh em xem nha. Đấy. Đều được strong attack. Quá khỏe. Nhưng mà nếu như thế thì theo như mình tính toán ấy, thì mình nên bỏ một chiêu đi và lấy chiêu multiplay. Sau khi mình sử dụng một chiêu Dark Moon này chẳng hạn này, xong mình dùng multiplay là nó sẽ là có gọi là chipper dam ấy. Mình hiểu. Thế thì nó khỏe hơn. Tiếp sẽ đổi lại thôi. Đúng rồi. Đó giống theo như kiểu Armor Gaming tư vấn là đúng skill đấy. Theo mình nghĩ là đúng bộ skill đấy rồi. Rồi ok, cho giết từng con một vậy. Mình sẽ giết từng con một hay là hồi mana ta? Giết từng con một, giết con này trước. Bọn này thì mình sẽ đốt lửa cho nó chết hết đi. Let's go, lên. Bây giờ sẽ hồi năng lượng. Con kia thì nó sẽ cào mình cho một phát là chết rồi. Một phát này cực thấm. Evasion cho vòng 2 turn nha.
Nhìn chung là team mình có thể đánh được và chúng ta sẽ điều khiển tâm trí một phát. Bọn này là hệ gì đây? Bọn này là hệ ánh sáng. Mình sẽ bỏ trường magic thôi. Gần như chắc chắn mình sẽ bỏ trường magic. Sổi ôi, bóng ánh sáng và bóng tối thì đúng là khắc chế rồi. Line thì chưa anh em. Line này. Shit à, chết rồi. Bị shit ạ. Không sao, không sao. Mình sẽ vẫn còn một số trận để có thể test cho anh em xem nốt cái skill của nó như thế nào. Mình sẽ giết bọn này nhanh thôi. Cho anh giết bọn này nhanh đi. Ok. Dồn đam và giết bọn nó thôi anh em. Tiến lên nào. Chiêu thức thì chưa hồi. Strong attack. Cắn phát nào chết vào đấy luôn. Thật sự là đáng sợ. Điều khiển tâm trí nếu mà nó sống dậy. Chúng ta không có chipper dam đâu. À vẫn có chipper dam này. Đúng không? Mình sẽ vẫn có chipper dam đối với hệ đắc. Quá khỏe. Thấy chưa? 21.000 máu nhân 3 lần đến đấy. Con này phải cần dam. Con này chuyên gia cần dam rồi. Group gang. Đẹp trai là có gì sai đúng không? Khỏe. Nhưng mà phải đổi lại bộ skill. Đây này. Mình sẽ đổi lại bộ skill cho anh em. Mình sẽ bỏ cái skill này ra. Mình sẽ thay đổi lại cái skill. Mình sẽ cần skill đó chính là chipper dam. Chain skill này. Mình sẽ lấy cái chiêu multi enemy. Nhưng mà chúng ta sẽ có một chiêu multi enemy rồi. Thật ra cũng không cần. Theo mình cũng không cần đâu. Chiêu đầu cũng sẽ là multi enemy rồi. Đấy. Hay ở chỗ đấy đấy. Chỉ cần mình có 3 chiêu này và một chiêu đầu là multi enemy là xong. Mình sẽ không cần phải theo cái nâng cấp ở trên mạng. Bây giờ mình sẽ trang bị thêm runner, đó sẽ runner strength vào thôi. Strength level 5. Tip strength. Không có strength ngon hơn nhỉ. Chắc trang bị strength level 5 cho con này thôi. Có nên dùng không? Dùng thì đánh. Tốc độ của nó sẽ tầm khoảng 3k4 thì hơi thấp. Thật sự hơi thấp nhỉ. Special skill. Thôi mình cứ để sau vậy. Cứ để sau thôi. Từ từ sẽ nâng cấp lên. Nếu mà có cái runner level 4 thì được. Đây sẽ test nốt một chiêu, test nốt một trận cho anh em xem. Nó sẽ cần phải đánh với hệ đắc và hệ ánh sáng, hoặc là hệ magic, bất kể. Nói chung bất kể hệ gì. Mình sẽ cần tầm level thấp thấp thôi. Level 100 bằng nó thôi. Chứ đừng cao hơn là được. Cứ có mấy cái hệ đấy là chúng ta có đánh được. Hệ nước này thì chịu rồi. Hệ nước này thì quá chịu luôn rồi. Bó tay .com à. Hệ kim loại thì mình không đánh được nha. Hệ bóng tối này, đấy chưa. Ba con này sẽ chết ngay bây giờ đây. Fighting. Let's go. Bị lag quá. Chúng ta điều khiển tâm trí trước. Khá processor rồi anh em ơi. Nhọ nhem rồi. Con này sẽ chết rồi. Mình sẽ bị chịu cái Dark Witness đấy. Và mình có thể chết đấy anh em ạ. Để xem nào. Nó uống máu và nó sẽ giết mình không? Không may thế nhờ. Nó tập trung vào Inheritor. Tập trung hết vào Inheritor rồi. Tốt quá. Hãy xem chipper dam của anh đây. Tuyệt kỹ. Con rơi. Con rơi nó về nhà anh em ạ. Wow. Sợ thế. Halloween à. Mình bị bleeding rồi. Bị mất máu dần rồi. Không sao. Chúng ta sẽ vẫn có thể giết được nó bằng một hit của group gang này anh em. Cho anh em xem luôn nha. Mình hồi máu từ cái con item của con Inheritor. Đây. Và chúng ta dùng chiêu cuối luôn. Trừ 20% đam à. Không giết được rồi. 12.000. Đáng tiếc. Bị burning và chết. Đấy đi chưa. Chúng ta vẫn đánh được. Bộ skill khá hay. Nói chung phải biết cách áp dụng thì chúng ta mới đánh được nha. Và giờ thì chúng ta sẽ kết thúc video này nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Master Legend. Bye bye.